theo anh Việt Nam sau này có dân theo dân chủ không? Theo dân chủ bọn phản động á hả? Ông mà theo dân chủ bọn phản động thôi bỏ đi, chứ Việt Nam giờ dư dân chủ rồi. Tao nói mày không có xã hội nào mà dần tội phạm nhờ những công an hết đó. Má nhìn 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 tội nhìn, nhìn bây giờ nhìn người phạm tội á, với công an đứng cãi lộn á, đủ clip đó bao triệu view luôn. Tao nói thiệt, mày không có đất nước nào vậy, văn minh không có hành xử đó. Đó là dư dân chủ luôn, dân chủ quá nhiều luôn rồi đó mày. Hành vi đó là dân chủ quá nhiều luôn rồi đó. Bây giờ con chiêu trốn công an, tôi muốn tuyên truyền nha bạn, con chiêu trốn trốn công an là chỉ máy quay lên xong hỏi chuyên đề. Đó, chiêu đó lợi hại lắm nha. Quá dân chủ rồi. Dân chủ quá thật, quá dữ rồi. Ngày 30 tháng 4 mở diễn đàn nói về giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cho trẩu nghe duy ngang. Nói chung cũng tùy chú ơi, có pháo mà đập thôi chứ còn có pháo mà thôi thôi, chứ giờ những ngày đó thiếu gì người nói, quá trời luôn rồi. Có bà gì 4 năm trước mừng muốn khóc khi được visa Mỹ, giờ lại muốn khóc được về Việt Nam hát, chán lắm, tưởng Mỹ là thiên đường của mấy thằng phản động. Nói chung mà được cái visa Mỹ mà dùng chữ mừng muốn khóc thì nó hơi bị nhục, nó hơi bị nhục quá. Tự nhiên mẹ được cái visa Mỹ làm khỉ khô phải mừng muốn khóc. Nói chuyện nghe không bao giờ đạt có được cái sự đồng cảm của người trong nước. Cho dù các bạn không phản động nhưng mà các bạn có hình ảnh đó thôi là người ta cũng đam bằng luôn, người ta cũng chơi bằng luôn rồi. Đúng không? Bạn đang đặt cái dân tộc thấp quá. Làm gì làm đừng đặt cái dân tộc thấp quá. Thí dụ như nói có visa Mỹ rồi mừng chút đỉnh thì được. Mẹ mẹ mừng muốn khóc. Nghe thấy nóng rồi. Cái hành vi đó mà bạn sẽ khó có được sự cảm thông. Một ngày đó cái miệng mà còn mở ra nói chuyện tiếng Việt á, thì các bạn nên đặt cái dân tộc nó cao cao một chút. Mình đúng không? Mình không có là tự mãn, nhưng mà nó phải có tinh thần dân tộc, nó phải cao cao một xíu em. Hỏi thiệt, trước giờ anh Duy có ác cảm và chửi bất kỳ bao giờ chưa? Chưa. Nói chung á, tao chỉ này tao nói lại nha, anh chỉ có cây cú đó. Thứ nhất là mấy thằng bắt kỳ con hổng, thứ hai là mấy thằng Nam Kỳ mất dạy đó, cái đó là anh cực kỳ cây cú nó. Còn còn mà cái chuyện mà lôi nguyên người bắt ta mà nói, chuyện không có, chắc chắn không có, không có tập thể nào sai cả, chỉ con số cá nhân nó ẩu thôi. Ví dụ như giờ á, vô mấy trẻ trẻ nó cứ nó hở chút xíu đầu đánh lộn, hở chút xíu có điệp bố này nọ kia các kiểu, thì đối với anh á, nó nhỏ thì dùng nó chỉ con, mà anh điên lên thì anh kêu nó như vậy đó. Cái đó là anh có, nhưng mà thật sự rất là bức xúc tụi đó bạn. Cái tụi đó là tụi bẩn bơ, cái tụi làm cho hình ảnh người Bắc nó trở nên xấu xí trong miền Nam, nên tôi là tôi phải bài trừ cái đám đó. Với cái thứ hai nữa, tôi cũng mong là các bạn ngoài Bắc cũng góp tiếng nói để chỉnh đốn cái đám đó lại, để cho nó vô khuôn phép đàng hoàng, nói chung nó đừng có tạo cái sự hiềm khích giữa hai bên. Còn không có, người ta nhìn vô cái đám đó xong người ta tưởng đâu vậy vậy vậy, xong nó đâm nó có ác cảm, ác cảm nó gây chia rẽ dân tộc, nó gây chia rẽ dân tộc thì đương nhiên lời qua tiếng lại họ ông nóng nóng nó toàn luôn. Xong rồi tiếp tục có một đám ở miền Nam cũng khá là mất dạy chứ không phải không đâu đó, nó cũng chửi lộn tùm lum la, nó cũng đi khiêu khích, xong rồi nó gây war đồ ABC đồ, bực mình bẩn bựa lắm. Mà cái đám là tôi dập luôn, nó thật sự mình là đại diện cho miền Nam, mình không thể nào chấp nhận cái đám đó được đó. Nó thật, cuộc sống này nó là như vậy, nên Duy Nguyễn cũng rất là mong muốn ở chính quyền nhà nước này nọ siết lại cái không gian mạng. Tại không gian mạng cái không gian mà nó chiếm rất nhiều thời gian tuổi trẻ, và trên đó nó sẽ tuyên truyền, nó sẽ gọi là nó sẽ cổ xúy những cái gọi là vớ va vớ vẩn gì phải khổng lồ mới chịu, đúng không, ăn con quỷ gì phải khổng lồ hết á. À, rồi xong rồi chưa kể làm những cái clip mà nội dung câu view câu like rồi nó gây bất ổn an ninh trật tự xã hội, đúng không, nó tạo cho trẻ em, nó tạo cho người trẻ cảm giác không cần lao động cũng có tiền đó. Và tiếp tục nó sẽ tạo ra một thế hệ YouTuber đi khai thác những cái gì, những cái biến cố của xã hội đó, mà không có biết biến cố đúng hay là sai, từ đó nó tạo bất ổn an ninh cho địa phương này nọ các thứ đó. Và cái nó sẽ tạo ra một cái thứ ngành nghề mà nó gọi là nó không phục vụ cho đất nước, nó không phục vụ cho phát triển, nó không phục vụ cho sản xuất, nó không phục vụ cho GDP, mà gọi là nó kiếm tiền từ thân xác người khác đó. Và điển hình như bây giờ là câu chuyện của Đại Nam, cái giống quỷ gì cũng giật tích được, cái giống quỷ gì cũng câu view được hết đó. Đâu lên mạng chửi nhau cho tao coi, bên này chửi bên kia chửi bên nọ, xong rồi đi nước ngoài Qatar, Dubai, Afghanistan gì đó không biết, cứ mở lại chìm lên chửi chửi qua chứ lại đó. Sao tạo một cái văn hóa nó cực kỳ tầm bậy. Mình bảo dân Bắc hay chặt chém mà Duy cũng vì bọt nít. Ô, mấy dân nào chả chặt chém, mày làm dân Nam hiền lắm, mày về miền Tây kìa, mày ăn Tết kìa, nó vô nó quất tổ tiếu 100 mấy 200 ngàn chuyện bình thường, nó đừng có nói chuyện dân Bắc chặt chém, dân nào nó cũng chặt hết đó. Đó là cách kinh doanh bẩn bựa, phải tiêu diệt chứ đó mà dân Bắc dân Nam gì, mày làm dân Nam hiền lắm khùng, đó là mày nói chuyện cái kiểu gây chia rẽ. Mình đừng nên gây chia rẽ trúng kế của các thế lực phản động. Còn vụ nhà hàng diễn qua bắt bán ngốc hương 1,8 triệu bị lên dĩa nữa kìa. Đó, nhà hàng đó ở đâu? Không, tự nhiên có nhà hàng không bán ốc hương xong vô kiểm tra giấy tờ thiếu giấy an toàn vệ sinh thực phẩm đóng cửa nhà hàng luôn.
Cái gì, nhà hàng ở Nha Trang anh ăn ốc hương biển size to mà làm như ốc nuôi chán lắm anh. Anh nói thiệt chứ anh không biết sao trên góc nhìn của anh ốc hương ký 1,8 triệu thấy nó bình thường. Thật sự anh ăn ốc triệu mấy cái chuyện bình thường đâu có lạ đâu, mà sao tự nhiên nó quốc nhà hàng đó anh chả hiểu. Hay là giá chỗ đó nó rẻ mà nó kê lên mắc. Mà hình như là cái nhà hàng nó bị đóng cửa là không phải là cái tội mà chém, mà cái tội là không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm em. Nên nó thật sự bạn, nhiều khi cái YouTuber nó cũng rất là nguy hiểm mà. Nó giết người không dao chứ không phải giỡn đâu. Thì cái chuyện nhà hàng đó anh cũng chả biết đúng hay sai, nhưng mà theo kiến thức ăn nhậu của anh đó thì ốc hương 1,8 triệu là chuyện bình thường. Em là người Nghệ An nhưng em cực kỳ phản đối những người Nghệ An vô Nam ra Bắc hành xử côn đồ. Ôi, không đi diễn xứ mày. Bây giờ cái hành xử côn đồ là ở đâu cũng phải lên án thôi. Một xã hội không thể nó côn đồ vậy được. Một cái xã hội nó phải văn minh. Mấy chứ xã hội sao côn đồ được? Côn đồ chỉ là hành vi của người mà tao nhân trí thấp thôi. Có ăn có học không thể nào côn đồ. YouTuber không công tâm lôi vào chửi banh xác. Thì giờ thí dụ cái quán nó lỡ bị dứt dứt rồi thì giờ đâm đơn kiện ngược là YouTuber nó luôn đi. Chứ sao giờ, chứ không lẽ để thành YouTuber thành quyền lực của xã hội sao? Đúng không? Trong khi các bạn có quyền miệt thị người ta, các bạn có thể quyền đâu mà chửi người ta thoải mái, xong ảnh hưởng tới chén cơm manh áo của biết bao nhiêu nhân viên của quán đó nữa. Nó mới đúng hay sai gì, chuyện nó phải giải quyết trên góc độ pháp luật chứ. Nên nhiều khi thấy cũng mệt lắm. Tôi cũng chán lướt. Giờ lướt Facebook lướt này cũng sẽ có đầu coi. Hải sản đắt là bình thường. Đúng rồi, còn không thì sợ mắc thì hỏi giá chứ có gì đâu. Chứ còn cá nhân của Duy thấy ốc hương 1,8 triệu mà con bự là cái chuyện bình thường đó. Mà ở Sài Gòn này cũng 8 triệu mấy rồi, cũng gần 2 triệu rồi, ra chỗ khu lịch thì nó 1,8 triệu có đầu xài. Nhưng mà có thể là mình không, mình chỉ nói chung chung thôi nha, mình không nói về quán đó, cái quán đó đúng hay sai thì mình không biết. Còn quá trình phục vụ, quá trình chế biến hay là trong lời qua tiếng lại có nói sốc người ta hay không thì nó không rõ. Khóa phay luôn rồi anh, cơ quan chức năng đang tìm cách liên lạc. Ủa vậy ha, hỏi giá nó lại bảo dân bất kỳ làm gì có, hổng bà tám một tay thấy mẹ giờ mua người ta có quyền hỏi giá đồ điên. Ông mới nói chuyện nghe mắc cười, nói chuyện nghe rừng rú ba. Thí dụ như ăn ốc á thì ăn cái gì có quyền hỏi giá chứ, hỏi giá trước thuận mua vừa bán. Ở bên Mỹ nó còn để giá trên menu kìa mày, nên nó nói câu này là bậy nha. Các bạn có quyền hỏi giá, làm gì có đạo mà hỏi giá là bảo dân bắt mày. Ủa dân Nam không có miệng hả? Hải sản rẻ lắm anh, em là dân miền biển đây, vô Sài Gòn nó nói hàu trong đó là món ăn đắt đỏ, nó xạo đắt đỏ khi cô gì hàu ai ăn ba, hàu rẻ. Trong khi quê em cho chưa chắc ăn đúng, hàu đâu có mắc bậy bạ không à, hàu sữa cũng chưa mắc nữa. Ốc hương mà bự bà bự hơn ốc tỏi ăn dai nhách, ăn giòn với ốc hương sao giá ấy. Ốc hương nó giòn em ăn nó nhai rụp 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 vui lắm. Lúc trước có một YouTuber bên hàng review sai, làm nhà hàng người ta đóng cửa oan rồi quay lại xin lỗi, đền tiền thấy mẹ luôn chứ xin lỗi gì. Bởi vậy Việt Nam mà không quản lý mấy cái này lại á là nó mệt lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Nó gây ra mâu thuẫn xã hội, mốt đâm chém nhau tới giờ. Thí dụ giờ mày đặt vô hoàn cảnh nhà hàng đi, mày review tùm bậy tùm bạ làm cho nhà hàng người ta bị đóng cửa, mày đụng tới đồng tiền người ta. Đúng không? Tiền 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 nhà trọ, rồi tiền mặt bằng, rồi tiền nhân viên, tiền hải sản bị hư nữa. Đồ nó điên quá nó chém mày luôn đó chứ nó. Xong rồi nhà nước lại phải giải quyết. Đúng không? Phải ngăn chặn ngay từ đầu mới được. Mấy bạn cắt clip của ông Duy úp lại giật tích kiểu gì, né va chạm người khác tránh mang tai tiếng cho anh ấy, rõ ràng chính xác nha em. Toàn là mấy anh khứa giật tích không à, nó em nói cho giang hồ tao biết đi, còn kênh của anh lúc nào cũng mà đam siêu dễ thương hết á. Nhắc đến chống cộng cứ chèn hình ông Ngô Kỷ với N9 cộng 1 Sô Bích thì cứ chèn Ngọc Trinh với Natalie gây hiểu nhầm tạo ra ma không đáng có, bởi vì tao chán bọn xàm nữa mày ơi. Thiệt có nhiều khi trong livestream tao không nói câu nào hết trơn hết á, nó giật cái tích lên ông mới giật giật cái quần gì mà giật mắt dại vậy. Đúng không? Mẹ cho kiếm tiền mà còn biết điều nữa. Sống cái gì đâu mà tối ngày cứ tạo drama, sống cái gì đâu mà cứ tối ngày tạo biến, độ kiếm 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 qua người này người kia để giật tích lên cái điều quảng cáo. Đối tao đó sống mất dạy. Mẹ tiền thì thiếu 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 chết đói gì vậy không? Ghi thì mẹ ghi cho đàng hoàng. Ví dụ như ghi ở drama giữa Ngọc Trinh với Natalie. Đó. Hai chấm Duy Nguyễn không khe. Ok vậy xong đi. Ai muốn coi ra coi. Bộ tứ kim cương mà xem thời sự thấy Ấn Độ nó bần nó khổ khổ thế nào đó, nhìn cứ như Việt Nam thập niên 90. Nó bộ tứ than chì mày ơi. Tao nói bộ tứ than chì chứ tao nói bộ tứ than kim cương. À, giận đen cho quân đội Indonesia khi mà thiếu tướng quân đội Indonesia bị phiến quân giết chết trong một cuộc đấu súng. Ôi, thôi, thôi thôi mệt quá. Cãi nó đi mày ơi.